Rồi xin giao lưu anh em một voi sơn tre dáng bay rất là dài nha anh em. Cây có cái chiều dài từ cái dàn đớ bên đây nè qua hết bên đây là 1m7, cao từ mặt chậu lên là 1m3, hoàn thân cốt chính giữa lớn là 53 nha anh em. Một cây sơn tre mới khai thác với nha anh em, khá là hay luôn anh em, rất đẹp, rất quái cây nha, rất quái cây nha anh em. Rồi quay quanh vòng, một cây sơn tre mới khai thác với nha anh em, dáng bay khá là dài. Rồi anh em nào hợp thì giao lưu ủng hộ nha, chào anh em.